Tình hình ùn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu vẫn đang rất căng thẳng. Cụ thể thì hiện nay còn khoảng 6.200 xe chở hàng hóa và chủ yếu là những mặt hàng nông sản đang bị ùn ứ tồn đọng ở các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Thông tin được Tổng cục Hải quan cho biết trong cuộc họp báo chiều ngày hôm qua. Và một phần nguyên nhân cũng là do Việt Nam chúng ta hiện nay đang vào mùa thu hoạch của nhiều loại trái cây. Bên cạnh đó thì nhiều doanh nghiệp cũng đang lo ngại là tới đây vào dịp cận Tết thì phía Trung Quốc sẽ đóng cửa biên giới. Thế nên là càng cố gắng để tìm cách mà xuất hàng đi ngay trong những ngày này. Ở tại tỉnh Lạng Sơn hiện nay thì tổng lượng xe tồn tại ba cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đang là gần 4.500 xe. Tại tỉnh Quảng Ninh, khu vực cầu Bắc Luân 2 và lối mở cầu Phao thuộc thành phố Móng Cái đang còn tồn hơn 1.500 xe. Còn tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu của tỉnh này thì nguy cơ ùn tắc cũng đang là rất cao bởi vì chỉ có khoảng 30 xe để thông quan một ngày, trong khi mỗi ngày lại có thêm khoảng 150 xe dồn đến. Tại tỉnh Cao Bằng đến hôm qua cũng còn hơn 200 xe chưa được thông quan. Một thông tin đáng chú ý nữa là chính quyền thành phố Đông Hưng của Trung Quốc ngày hôm qua vừa ra thông báo tạm dừng làm thủ tục thông quan cho người và hàng hóa qua cửa khẩu Đông Hưng, thực hiện ngay từ 0 giờ sáng qua 21 tháng 12. Và để có thêm thông tin thì chúng tôi đã kết nối điện thoại với ông Âu Anh Tuấn là Cục trưởng Cục Giám sát Quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan. Thưa ông ạ, ở Trung Quốc dừng thông quan ở cửa khẩu Đông Hưng cũng có nghĩa là hàng nghìn xe chở hàng hóa xuất khẩu ở cửa khẩu Móng Cái sẽ ách tắc lại. Vậy vì sao Trung Quốc lại đóng cửa khẩu này và họ có cho biết là khi nào sẽ mở lại không ạ? Theo thông tin của chính quyền thành phố Đông Hưng, Trung Quốc có thông báo thì do có một số ca nhiễm COVID tại phía cửa khẩu phía Trung Quốc. Do vậy là thành phố Đông Hưng sẽ thông báo tạm dừng làm thủ tục thông quan cho cả người và hàng hóa qua cửa khẩu Đông Hưng để thực hiện cái việc là xét nghiệm và đánh giá các biện pháp phòng chống dịch và tăng cường các biện pháp phòng dịch từ 0 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên phía Trung Quốc cũng không thông báo cái thời gian mở lại cửa khẩu. Họ chỉ thông báo rằng là cái thời gian thông quan cụ thể sẽ được thông báo sau khi các biện pháp phòng dịch và kiểm soát được dịch bệnh của phía Trung Quốc. Vâng, và cũng như chúng tôi đã thông tin thì ở hầu hết các cửa khẩu biên giới phía Bắc lúc này đều đang ùn tắc. Vậy thì Tổng cục Hải quan tạm thời đã có những giải pháp gì? Và ông có khuyến cáo gì với các địa phương và các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản thời điểm này ạ? Phía cơ quan hải quan thì cũng đã kiến nghị Ủy ban dân các tỉnh bố trí các cái vị trí diện tích cho các doanh nghiệp có thể trong thời gian tới khi sẽ xây dựng các cái kho trung chuyển và các kho bảo quản hàng hoa quả cũng như hàng đông lạnh cho xuất khẩu sang Trung Quốc. Đề nghị là các doanh nghiệp luôn luôn bám sát cái tình hình ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu để điều tiết cái việc đưa hàng lên. Tại vì đưa hàng lên trong giai đoạn hiện nay làm nghiêm trọng hơn tình hình ách tắc hàng hóa tại các khu vực cửa khẩu. Cái thứ hai thì các doanh nghiệp cũng cần phải nắm vững các cái quy định của phía Trung Quốc, đặc biệt là các quy định về hải quan, các quy định về kiểm tra an toàn thực phẩm mà Trung Quốc dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Ngoài ra thì các doanh nghiệp cũng phải nghiên cứu cái phương án để đa dạng hóa thị trường, tránh cái việc phụ thuộc vào một thị trường. Vâng, xin cảm ơn ông với thông tin vừa rồi.